năm 1972, Quảng Trị được chọn như là một chiến trường quyết định, chiến trường trắc nghiệm với một mức độ và cường độ ác liệt thảm khốc chưa từng thấy. Đây là điểm mốc quan trọng của lịch sử, là vết hằn in dấu sự điêu linh và tàn khốc của chiến tranh. Lúc này, hội đàm tại Paris đang gặp bế tắc. Tuy thế, sau chuyến công du của Tổng thống Nixon và Trung Quốc ngày 17 tháng 2 năm 1972 và của Ngoại trưởng Kissinger qua Liên Xô, kết hợp với những cuộc oanh kích nặng nề của không quân Hoa Kỳ trên miền Bắc, chính phủ Bắc Việt đã chấp thuận mở lại cuộc hòa đàm. Để hậu thuẫn cho cuộc thương thuyết này, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đã ra nghị quyết mở cuộc tấn công đồng loạt trên toàn lãnh thổ miền Nam, mà ý định ban đầu là lấy miền Đông Nam Bộ làm điểm chính, để nếu thời cơ thuận tiện sẽ tấn công uy hiếp Sài Gòn, tạo áp lực trên bàn hội nghị. Nhưng sau khi cân nhắc, thấy còn nhiều điểm yếu, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản quyết định chuyển hướng tấn công, lấy Trị Thiên làm điểm, với một cố gắng cao nhất để chiếm được hai tỉnh này. Bởi tại đây, Bắc Việt dễ tập trung lực lượng, chỉ đạo và bảo đảm vật chất cho một chiến dịch quy mô lớn. Về tương quan lực lượng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở giai đoạn đầu có Sư đoàn 3 Bộ binh gồm các Trung đoàn 2, 56 và 57, Sư đoàn Thủy quân lục chiến gồm có hai lữ đoàn 147 và 258, Địa phương quân và Nghĩa quân, 7 tiểu đoàn pháo binh cùng một pháo đội pháo binh cơ động 175 ly, thiết giáp gồm có 7 chi đoàn cùng Sư đoàn 1 không quân. Trong thời điểm này, Tư lệnh Quân đoàn 1 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, về sau được thay thế bởi Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Chuẩn tướng Vũ Văn Dài là Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh, cho đến tháng 5 Đại tá Ngô Văn Dung quyền Sư đoàn 3, và cho đến tháng 6 Chuẩn tướng Nguyễn Duy Hinh được bổ nhiệm. Bên cạnh đó, Trung tướng Lê Nguyên Khang giữ chức vụ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân lục chiến cho đến tháng 5 thì bàn giao lại cho Đại tá Bùi Thế Lân. Về phía quân đội Bắc Việt và Việt Cộng, gồm có 6 sư đoàn bộ binh, 6 trung đoàn độc lập, 4 tiểu đoàn đặc công, 10 tiểu đoàn bộ binh độc lập, 4 trung đoàn pháo cùng 4 trung đoàn cao xạ. Ngoài ra còn có 1 trung đoàn hỏa tiễn SAM. Quân Bắc Việt được tăng cường 2 trung đoàn thiết giáp 202 và 203 làm mũi nhọn tấn công Quảng Trị. Công binh có 2 trung đoàn và hải quân đoàn 126. Lần đầu tiên tại chiến trường miền Nam, quân đội Bắc Việt đã sử dụng xe tăng T-54, pháo 130mm, hỏa tiễn địa công SAM, hỏa tiễn chống tăng có điều khiển AT-3, hỏa tiễn tầm nhiệt chống máy bay SA-7, Đại Bác phòng không 57, với chiến thuật tấn công hợp đồng binh chủng, xa bộ pháo mà mũi tiến quân lên đến cấp sư đoàn. Do tính chất quan trọng của trận chiến, Quân ủy Trung ương quân đội Bắc Việt đã cho thành lập Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trị Thiên do tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng làm tư lệnh. Tất cả mọi binh chủng đều dồn nỗ lực chuẩn bị cho chiến trường. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vào trung tuần tháng 3, các tin tức không ảnh và không thám đã phát hiện những chỉ dấu làm đường ở phía Tây và Tây Nam. Đài quan sát ở căn cứ Fuller, Ba Hồ, Holcomb đã nghe được những tiếng động cơ giới trong trận phục kích của đơn vị địa phương quân tại một địa điểm phía Tây Nam căn cứ Ái Tử, đã phát hiện nhiên liệu của một đơn vị trinh sát chủ lực. Các tin tức do mật báo viên cung cấp cho phòng nhì tiểu khu và ti cảnh sát quốc gia Quản trị cũng cho biết những dấu hiệu chuẩn bị cho một trận chiến quy mô. Tổng hợp những tin trên, phòng nhì của sư đoàn 3 và phòng nhì của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đã đưa ra ước tính tình báo về một cuộc tấn công mạnh của quân đội Bắc Việt vào Quản trị. Tuy nhiên, những ước tính này dường như không thuyết phục được các cấp chỉ huy để có những kế hoạch quân sự đứng đắn. Bộ Tổng tham mưu nhận định rằng hướng tấn công của quân đội Bắc Việt là Tây Nguyên, nên họ điều động sư đoàn dù và một số đơn vị trừ bị khác lên Kon Tum và Lai Cu. Bên cạnh đó, cuộc hoán chuyển trại và vùng trách nhiệm theo chu kỳ đã định sẵn của Trung đoàn 2 và Trung đoàn 56 của sư đoàn 3 vẫn tiến hành, ngay đúng vào lúc quân Cộng sản khởi sự tấn công. Bắc Việt nắm được điều này nên đã cho nghi binh chiến lược và đã tạo được yếu tố thật bất ngờ đến phút chót.
và ngày mở cuộc tấn công là 4 giờ 30 chiều 30 tháng 3 năm 1972. Theo đó, quân đội Bắc Việt và Việt Cộng tổ chức thành 4 hướng tiến quân chính. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972, hàng trăm khẩu pháo 130mm, hỏa tiễn 122 đồng loạt nã đạn vào 14 căn cứ phòng thủ của Sư đoàn 3 và Thủy quân lục chiến. Tất cả đồng loạt vượt sông Bến Hải, tràn qua ranh giới quân sự, pháo kích và tấn công vào lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đóng tại tỉnh Quảng Trị. Đến 10 giờ sáng ngày 31 tháng 3, căn cứ Fuller bị tràn ngập. Tại phía Bắc, dưới áp lực nặng nề của pháo binh và bộ binh vây ép, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 phải bỏ cồn tiên rút về căn cứ C2. Đồng thời, tiểu đoàn 2 và 3 của trung đoàn 57 rút về căn cứ C1. Tại cánh đồng, đoàn 126 Hải quân Bắc Việt đã ồ ạt tấn công viên đoàn 11 và khống chế cảng cửa Việt. Tại cánh tay, được xem là cánh trọng yếu của Bắc Việt, từ trưa ngày 30 tháng 3, tất cả các khẩu pháo 130mm cùng hỏa tiễn đều tập trung nhắm vào Caro, Mai Lộc, Hồ Thơm, Ba Hồ, Sát. Riêng tại hai căn cứ sau do tiểu đoàn 4, lữ đoàn 147 trú đóng đã bị gần 1.000 quả đạn. Đồng thời, sư đoàn 304 Bắc Việt ồ ạt tấn công. Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt, đôi bên thiệt hại nặng nề. Đến 10 giờ 45 tối ngày 31 tháng 3, căn cứ Sáp di tản và 4 giờ sáng ngày 1 tháng 4, tiểu đoàn 4, tiểu lục chiến cũng phải rút bỏ khỏi Ba Hồ. Tại khe gió trên quốc lộ 9, nơi trú quân của tiểu đoàn 3, trung đoàn 56, trưa ngày 31 tháng 3, sư đoàn 304 Bắc Việt đã tấn công tràn ngập. Cùng lúc, căn cứ Hồ Khô do tiểu đoàn 8, lữ đoàn 147, tiểu lục chiến trắng dựng đã bị hai trung đoàn của sư đoàn 324 tấn công dữ dội, buộc phải rút về căn cứ Phượng Hoàng. Trong ngày 31 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 điều tiểu đoàn 7 Thủy quân lục chiến tăng cường cho lữ đoàn 147 tại Mai Lộc. Tiểu đoàn 3 lữ đoàn 258 từ Nancy được điều đến giữ an ninh quốc lộ 9, đoạn Đông Hà đến Cam Lộ. Bộ chỉ huy lữ đoàn 258 Thủy quân lục chiến cùng tiểu đoàn 6 được điều động đến căn cứ Ái Tử. Trong đêm, Bộ tham mưu sư đoàn 3 trực thoái vào cổ thành Quảng Trị. Qua ngày 2 tháng 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 dồn nỗ lực gom quân thiết lập hệ thống phòng thủ mới theo tuyến cửa Việt Đông Hà, Cam Lộ, Caro, Mai Lộc và Phượng Hoàng. Tuy nhiên, sau khi chiếm xong các căn cứ, quân đội Bắc Việt tiến chiếm chi khu Cam Lộ, đồng thời dồn mọi nỗ lực đánh vào Caro và Mai Lộc. Căn cứ Tăng Lâm, Caro, sau nhiều ngày bị bao vây tấn công và pháo kích liên tục, quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa đã không còn quân tăng viện cho Caro. Để cứu lấy binh sĩ của trung đoàn tại đây, Trung tá Phạm Văn Đính, trung đoàn trưởng trung đoàn 56, triệu tập cuộc họp với ban chỉ huy trung đoàn và các đơn vị trưởng. Ông cho biết do áp lực quá mạnh của quân Cộng sản, đơn vị sẽ không còn sức chống trả và đưa ra ba hướng giải quyết cho mọi người cùng lựa chọn. Một là tử thủ, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Hai, mở đường máu đánh ra bỏ căn cứ. Và thứ ba là đầu hàng. Phòng họp lặng im. Sau một hồi, một giọng nói vang lên: tôi chọn giải đáp 1 hoặc 2, tôi không chấp nhận đầu hàng. Đó là thiếu tá Tôn Thất Mạnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 56. Nhưng đã quá trễ, số đông đã đồng ý hàng. Lính trung đoàn treo cờ trắng, thiếu tá Mãn đã bị bắt chung với các hàng binh. Một người nữa trong phiên họp đó đã không hàng, đó là đại quý Nguyễn Văn Tâm, pháo đội trưởng pháo binh thủy quân lục chiến. Sau cuộc họp trên, đại quý Tâm về bàn họp lại với các sĩ quan trong pháo đội thủy quân lục chiến. Tất cả đồng ý không đầu hàng và họ chia làm nhiều toán nhỏ để thoát thân. Khi bộ binh treo cờ trắng hàng thì thủy quân lục chiến rút. Lính rút trước, sĩ quan rút sau, đại quý Tâm bị kẹt lại và bị bắt. Biến cố này đã gây kinh hoàng và chấn động đến tinh thần chiến đấu của toàn binh sĩ trong vùng. Mắc Caro, căn cứ Mai Lộc nơi đặt bộ chỉ huy lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến liên tục bị pháo kích và tấn công. Đến 10 giờ đêm ngày 2 tháng 4, toàn bộ rút về Đông Hà và lùi về tuyến sau. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 4, đoàn chiến xa T-54 Bắc Việt từ hướng Bắc theo quốc lộ 1 tiến vào Đông Hà. Trước những diễn biến dồn dập, tiểu đoàn 3 thiếu lục chiến với tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Lê Bá Bình được lệnh tử thủ Đông Hà bằng mọi giá. Lần đầu tiên trong cuộc chiến, bộ binh Bắc Việt cùng xe tăng với sự yểm trợ của các loại pháo hỏa tiễn địa không SAM-2 đã trực diện với thiếu lục chiến có đại bác 106 ly M-72 chống chiến xa, pháo binh, hải pháo, phi cơ các loại.
cuộc tấn công tại đây bị chặn lại ở phía bắc con sông. Đến 4 giờ 30 chiều, toán công binh thủy quân lục chiến đã giặt sập cầu Đông Hà và chặn đứng được mũi tiến quân của Bắc Việt. Chuyện người trái chuối xa.